Cô là Lan, vợ của ông Bấm. À, cô Lan. À, cô không nhớ. Cô là Lan, vợ ông Bấm. Mà nói thí dụ mà con nói nhanh, con nói lẹo lưỡi á, thì gọi là Lan Bấm. Nhưng mà Lan của cô là Lan, nhớ chưa? À, cô với chồng cô là những người tốt. À, vậy là Lan Bấm chứ không phải Lan và Điệp hả cô? Chính con bạch sát. Con. Dạ. Con ở nơi sang trọng vậy á hả? Trời ơi, đây không phải nhà con đâu cô. Ủa vậy hả? Trời ơi, ông anh con nó hỏng bài bạc dữ lắm, ông bán nhà của con đi rồi. Mà hên sao mấy bữa nay á, ông trúng. Xong ổng thuê lại cho con cái này con ổ tạ. À thì ra là vậy. Chứ con nghèo lắm cô. Mà con có đúng là cái cô gái mà hôm qua đâm đầu vô cái đám đua xe giải lư hương gì đó đúng không? Trời ơi con ngu gì đâu mà con đâm đầu vô tụi nó cô. Tụi nó đâm con. Cô đến đây á là giúp cuộc đời của con sang trang. Mai mốt cuộc đời con sẽ đổi đời. Là sao con không hiểu cô? Là cô giúp con á sẽ nhận được những cái gì mà con xứng đáng được nhận. Con hiểu không? Bây giờ cái chân bông gân mà nó bị biến chứng thì ví dụ như nó bị hoại tử thì tiền phải nhiều hơn. Nhiều hơn gấp nhiều lần nữa đó. Không có hoại tử được đâu cô. Chân con bông gân có chút xíu à. Giờ hoại tử là phải cưa chân á, xấu lắm. Ê, biết gì nói. Cái chân bông gân bây giờ đưa cho nó lên hoại tử. Bớt quá, cương chân được không cô? Cưa luôn một chân. Còn một chân gắn cái chân giả vô mà đi. Bây giờ người có hai chân cưa bớt chân có sao đâu. Nè, mày nghe anh nói. Miễn sao có tiền là được. Coi như là bây giờ mày bán bớt một cái chân, mày đưa tiền cho anh mày không được hả?